Cô chú chị thấy không? Cái chỗ này cực kỳ mát mẻ luôn. Nhìn phát là yêu thiên nhiên liền anh chị. Thì trước mặt cô chú chị mình đây là mặt tiền đường, mặt tiền trục chính nha. Đi thẳng xuống đường ven biển, đi xuống Hồ Cốc, biển Hồ Cốc đó anh chị. Khoảng 5 cây số thôi. Khoảng 5 cây số đi ra biển Hồ Cốc rồi. Ở đây có cái khu du lịch sinh thái luôn này. Nói chung là mô hình kinh doanh dưới tán rừng, vẫn giữ nguyên hiện trạng rừng. Thì mình con đường này mình đi ra tới đây thì giao với lại quốc lộ 5 rồi ha anh chị ha. Để em zoom lại nha. Đó, đằng đầu xa kia ha là quốc lộ 5 rồi, xa đầu đó. Đó, ra đó ngã ba, và cũng như là ra đó là trung tâm xã Bưng Riền luôn anh chị. Chợ, đò và ủy ban nhân dân, trường học, vân vân, cây xăng và bách hóa xanh đầy đủ, không thiếu bất cứ gì ha. Xã Bưng Riền mình thì đi ra thị trấn Phước Bửu thì đâu đó là vài cây số thôi, 8 cây số là ra tới thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc. Và cô chú anh chị mà di chuyển về dưới đây thì khoảng đâu đó từ Sài Gòn di chuyển về đây mất đâu đó khoảng là 2 tiếng rưỡi mình đi cao tốc anh chị ha. Nói chung là đường xá giao thông thì thuận tiện rồi, đường rộng rãi và đẹp đẽ nên là mình di chuyển cũng rất là nhanh. Và nhưng cái video này em cũng xin giới thiệu tới cô chú chị một cái bất động sản đất mình cách con đường này khoảng vài trăm mét thôi anh chị. Đó, đi ra đây khu dân cư có diện tích là 10 sâu 48, có 100 thổ cư anh chị, mà giá thì cũng đang cắt lỗ anh chị ha. Đó, rồi bây giờ em đi sẽ dẫn cô chú chị vào cái bất động sản đó nha, em đi sẽ quay bất động sản đó cho cô chú chị mình cùng xem nhé. Xin chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Thì hiện tại em Điền đang có mặt tại xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì như cô chú chị cũng đã biết là xã Bưng Riền mình có cái biển du lịch đó là biển Hồ Cốc á chị ha. Từ đây đi xuống biển Hồ Cốc khoảng là 5 cây số thôi. Thì hiện tại em đang ở này là ở ngay trung tâm xã Bưng Riền luôn nha. Mặt tiền đường này thì rộng khoảng là hơn 8 mét anh chị đó. Rất là rộng luôn, ô tô né nhau thoải mái, xe du lịch 16 chỗ 50 chỗ đi thoải mái luôn. Cái hướng trước mặt này nè, mình đi thẳng hết đường luôn là mình giao ra cái cung đường mà đường xuyên rừng đi xuống biển Hồ Cốc anh chị ha. Đi khoảng vài trăm mét thôi là đi ra đường đó rồi. Thì hồi nãy em Điền cũng có quay cái con đường đó đó ra đây. Và đường mình thì theo kiểu là đường bàn cờ anh chị ha. Đó, đi ra đây, nói chung là mặt tiền đường này song song quốc lộ 5. Quốc lộ 5 nằm bên kia, nằm sau lưng đây nè. Thì tới ngã tư đây, mình rẽ bên tay phải thì ra mấy chục mét, khoảng trăm mét thôi là mình ra quốc lộ 5 rồi. Thì đất mình là nằm theo ô bàn cờ là ô số 1 các chị. Đó, đối đích ra lô đằng sau đây là quốc lộ 5 rồi. Đó, hướng này đi ra được quốc lộ 5 nha. Nói chung là đường mình thông thương, đường bàn cờ mà. Đó, hướng này cũng đi ra được quốc lộ 5 ha. Đi ra tay trái này và đi vào thì khu dân cư bàn cờ. Đó, trường học và ủy ban, bưu điện, bách hóa xanh, chợ đò. Đi ra chút xíu đây là gặp luôn. Đó, thì em Điền cũng xin giới thiệu tới cô chú chị một cái bất động sản nằm ngay mặt tiền này. Đó, có diện tích là ngang 10 sâu 48, có 100 thổ cư xây dựng tự do. Đó, thổ cư không cố định nha. Đó, thì đây anh chị, em Điền sẽ chị này, đây bất động sản mình là có 10 mét mặt tiền. Ranh từ đây ha. Ranh từ đây qua tới bên đầu gần cột này, cột cổng này là 10 mét anh chị. Đó, qua tới đây mà 10 mét ha. Thì thời điểm này thì anh chị cũng đã biết rồi, gồng lãi không nổi nữa anh chị, bây giờ phải cắt lỗ anh chị ha. Đó, và bất động sản mình thì có là hướng nam rồi. Đó, hướng nam, có mặt tiền hướng nam đi xuống biển luôn, mặt tiền hướng biển luôn. Giờ này em quay thì giờ trưa nhưng mà gió thổi rất là mát luôn. Đó, thì quay lại vấn đề là cái chủ cũ mình đó thì có muốn được cái là có cái không gian, là không gian riêng tư nên là người ta xây cái khúc này ha. Xây khúc này là ta rào kính, rào tường, không có nhìn xuyên tường, không có người ta nhìn dòm ngó vô trong đó. Thì phía trong thì cũng không có gì hết trơn á chị, chỉ là trồng những cái cây ăn trái và ấy thôi. Chứ cũng không có vấn đề gì hết anh chị ha. Phía trong thì đất bằng phẳng.
thì em Điền cũng xin được báo giá trước cái bất động sản này ha, là giá là đang gọi là cắt lỗ đó, đang bán lỗ anh chị, 2 tỷ mốt có thương lượng nữa anh chị ha, 2 tỷ mốt có thương lượng nữa. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành vào bên trong đất cho cô chú chị mình cùng xem nha. Thì nói chung là cái này thì cái này, cái rào này xây trước khi là gia chủ cũ mình bán ha. Thì ranh thì từ sát vách tường này qua bên kia là 10 mét đó, nói chung là đo đúng thôi. 10 mét thì mình qua tới bên đây là qua tới bên đây đâu đây bên gần cái cột nhà bên này ha, ngay cái cổng. Nói chung là qua tới bên đây thì phạm thẳng lui sau thì có dính cái tạp hóa bán tạm của chủ và dính mấy cái chuồng heo phía sau đó. Nói chung là mình sử dụng thì chủ cũ này sẽ đập và dỡ cái này đi ha. Cái này thì sổ riêng rồi anh chị ha, có 100 thổ cư là xây dựng tự do anh chị. Nói chung là không có vị trí cố định, mình thích xây đâu xây, miễn sao đủ 100 thổ cư đó mình xây dựng thoải mái nha. Đó, không cần giấy phép xây dựng gì hết trơn anh chị. Đó, thì hiện tại trên phía bên này thì đất trống thôi anh chị ha. Đó, đất này thì nói chung là tương đối là bằng phẳng so với đường. Đó, cái khu vực đây chị thấy nè, trên quy hoạch thì anh thấy thì nó có từ cái lộ giới từ ngoài phía đường này nè đi vô trong này là đâu đó là 8 mét, mà đất mình thì sâu tới tận 48 mét anh chị, thì vỉa hè vô tới đâu đây còn trừ lại là 40 mét nữa. Đây, dân cư đông rồi, trên đất thì có cái này cái bơ đúng không anh? Dạ mấy cây bơ chắc nhiều năm tuổi rồi anh ha. Bơ này bơ gì anh biết không? Bơ sáp. Dạ. Có ấy được hàng rào để anh làm cho em. Dạ là anh nhận làm xây hàng rào luôn. Dạ dạ ok anh. Dạ. Rồi, trên đất thì hiện tại có những cái bơ nhiều năm tuổi nè anh chị. Đó, cây bơ trên đất có mấy cái bơ này, 1 cây này, 2 cây này, 3 cây bơ. À, thì em Điền cũng có lui phía sau thì có vài cây mận cầu na anh chị, trái cây thôi. Cái răng thì em Điền chỉ đó, sát cái cột đi thẳng luôn đây. Thì nói chung là có phạm mấy cái chuồng heo với lại cái tạp hóa phía trước đó. Gia chủ mình sẽ, nếu mà mình sử dụng thì nói thì anh phải thì anh sẽ dẹp thôi. Nói chung là sẽ dỡ bỏ, tháo dỡ những cái này ha, sẽ giao ranh mốc rõ ràng cho mình ha, và đủ đất cho mình đó. Làm phía đây đổ lui nha. Thì em Điền trước đó em Điền cũng có lui rồi, có lui phía sau đây rồi, thì em có thấy đây là có trồng những cây mẫn cầu na anh chị, ba hàng mẫn cầu na. Nói chung là mấy cây này thì em thấy thì theo cái phương pháp trồng này thì không phải là trồng cho vui, trồng cho có, mà em nghĩ là trồng để lấy quả lấy trái để bán luôn á anh chị, rất là bài bản luôn. Trên có cây đu đủ nữa, quá chừng đu đủ luôn anh chị ha. Và bên này có nguyên vàng lá mơ đó, cô chú anh chị nào mà thích cái gì mà cuốn lá mơ thì đây anh chị ha. Rất là ngon luôn. Rồi em sẽ lui phía sau đây. Đây, em lui phía sau đây là sâu 48 mét nha chị, 48 mét. Đây, lui tới đây, ranh từ đây qua ha, đủ qua 10 mét nữa. Là nói chung là đất mình mặt tiền 10 mét và hậu là 10 mét anh chị ha. Đằng phía sau này anh chị thấy này, nói chung là bất động sản mình mặt tiền song song với quốc lộ 55 ha. Phía sau này anh chị thấy này, quốc lộ 55 rồi anh chị. Đấy, đây. À, xa đang chạy nè anh chị, nghe tiếng nè. Đó, xa đang chạy nè, quốc lộ 55 anh chị ha. Đó, xa chạy qua đó. Nói chung là giáp cái miếng đất nữa đằng sau đích thôi là quốc lộ 55 rồi. Thì bất động sản mình thì có gần 2 cái đường chính ha, một là quốc lộ 55 và đường chính nữa là đường chính đi xuống biển anh chị. Cách từ đây qua đường xuống biển đó thì không xa đâu, khoảng vài trăm mét thôi anh chị ha. Rồi cô chú anh chị nào mà
quan tâm đến bất động sản này thì hãy liên hệ em. Và em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này. Thì em Điền xin phép được báo giá lại một lần nữa ha. Tổng bất động sản này đó, là giá là 2 tỷ mốt anh chị. Có thương lượng nha, giá này có thương lượng. Nói chung là tổng diện tích thì đâu đó gần 500m² và có sẵn 100m thổ cư. Nếu mà cô chú chị nào mà thích lên thêm thổ cư thì lên thoải mái luôn anh chị ha. Tại vì đất mình là đất quy hoạch, đất ở tại nông thôn. Rồi cô chú anh chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì hãy liên hệ em Điền. Em Điền sẽ dẫn cô chú anh chị đi xem thực tế cái bất động sản này và gặp trực tiếp chủ để thương lượng về giá cả. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip sau của em Điền.